Xin chào cả nhà, xin chào các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của em Duy đồng hồ. Trong video ngày hôm nay thì em uh, Duy đồng hồ gửi tới cho anh em một số những cái mẫu dòng sản phẩm đồng hồ mới, cũng như là một số những cái mẫu đồng hồ nước uh, đến từ ba thương hiệu chủ yếu ở trên đây. Thì em có là uh, Seiko, Orient, Citizen và T-shirt uh, một thương hiệu đến từ thụy sĩ nữa các bác nhé. Thì trong video này thì các bác nào mà quan tâm đến cái dòng sản phẩm nào có thể liên hệ sớm cho em qua hotline là 0347 808219 để liên hệ đặt hàng hoặc là ibook uh, uh, trực tiếp qua zalo số máy này luôn để đặt hàng anh em nhé. Uh, em đây là tổng là 7 chiếc và em sẽ báo giá và review chi tiết cho anh em chú qua về uh, 7 chiếc này uh, sẽ có mức giá như thế nào và chế độ bảo hành sẽ như làm sao thì uh, cùng uh, xin mời các bác cùng với em sẽ đi uh, bóc hộp từng sản phẩm nhé. Uh, mã đầu tiên thì em uh, nên cho anh em chú một chiếc để từ nhà Seiko đi, chúng ta sẽ nên uh, từ mã Seiko nhé. Uh, chiếc đầu tiên này là một chiếc Seiko SRI nằm trong tập uh, nằm trong cái bộ sưu tập Seiko Preset uh, cực kỳ là đẹp. Chiếc này thì nó là một chiếc Seiko cocktail tay uh, trải tia với mặt số màu xanh blue chủ đạo. Và với dòng sản phẩm này thì hiện tại thì em đang chào bán với mức giá là 7 triệu 300 nghìn các bác nhé. Với một uh, phiên bản hàng mới. Uh, xin được các bác là hàng trưng bày đẹp như mới. Ở đây thì nói chung là hàng trưng bày đối với chiếc này thì nó có một số những cái vết xước Đó là do uh, khách hàng người ta đeo ấy Người ta đến xem và người ta đeo thì có để lại một số những cái vết xước Và chiếc này thì em mua ở bên Nhật các bác nhé Chiếc này thì uh, nó tặng như hàng trưng bày Hàng còn rất là đẹp khóa thì còn rất là bóng Thép thì cũng vậy các bác nhé Chiếc này thì mức giá nó anh quanh là 7 triệu 300 nghìn Anh em nào còn quan tâm với mã số 1 Chiếc Seiko Preset SRI 217 này Thì có thể liên hệ sớm cho em để đặt hàng Với một cái mặt số màu xanh blue Và những cái đường vân chảy tia Ở trên phần mặt số này Thì nó mang lại cho ta một cái cảm giác nhé Cảm giác cái phần mặt số này nó đẹp đó Nó dễ đeo Và với cái màu xanh thì nó rất là hiếm khi nó 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 bị nội thời các bác ạ đeo rất là đẹp luôn và màu xanh thì chúng ta sẽ có chảy dần đều ra xung quanh ở cái, trên cái phần mặt số sẽ là màu xanh đậm pha đen và ở giữa thì chúng ta sẽ có một cái màu trắng nhé các bác nhé đó, màu trắng và đối với dòng seiko sri này thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế nó đơn giản thôi lược bỏ hết những cái gì nó gọi là là là, là, là phức tạp trên cái phần mặt số đi nó giữ lại cho chúng ta được thiết kế đó là ba kim một nịch nó cực kỳ là đẹp và cổ điển rất là dễ đeo nói chung là chiếc này nếu như mà các bác làm đeo để mà đi làm đó đi làm công sở hay là uh, đi công trường thì cũng ok nó không quá là cầu kỳ và thay vào đó thì nó thuận tiện trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày nếu như mà chúng ta đeo đó với mã này chỉ có 7 triệu ba thôi các bác nhá mức giá 7 triệu ba này là đã bao gồm phí ship và bảo hành 5 năm cho các bác rồi uh, bảo hành 5 năm thì năm đầu tiên thì các bác cứ yên tâm một về máy móc bên em sẽ hỗ trợ hết uh, kể cả do lỗi người dùng và từ năm thứ hai đến năm thứ năm thì bên em sẽ hỗ trợ cho anh em chú 50% chi phí Uh, tất cả những cái uh, chi phí nào mà anh em chú cần uh, như là spa hay là lau dầu cho máy thì bên em đều sẽ hỗ trợ hết cho anh em chú nhé và trước khi gửi đi thì bên em sẽ đảm bảo cho các bác một phần trăm là về cái độ sai số này uh, cái độ chuẩn của đồng hồ nó phải tốt để cho anh em chú đeo nó yên tâm rồi em sẽ đo qua cho anh em về cái phần sai mặt của chiếc này nó sẽ là sai bao nhiêu thì size của chiếc này nó sẽ là size 39.5 các bác nhé Và độ dày đây em có là 12.1 Đây em sẽ đo từ giữa mặt kính luôn 12 các bác nhé Thì với size 39.5 thì đây là một cái phần form size nó cực kỳ là nhỏ gọn rồi Nên là cổ tay của anh em chú anh quay khoảng độ tầm 10 năm là đã có thể đeo lên tay rất là đẹp với chiếc này Đây em sẽ lên tay thử với các bác với cổ tay của em là cổ tay 16 Thì anh em có thể thấy là với cổ tay này thì em đeo rất là vừa tay Nó không bị thừa đó Và Uh, cổ tay của anh em chú gầy nhỏ uh, chúng ta muốn chơi một cái dòng uh, của seiko dòng preset thì có thể là tham khảo với cái mẫu này và mức giá em nghĩ là nó cũng không có quá là cao dễ tiếp cận tầm trung thôi uh, chưa tới 8 triệu và anh coi bảy triệu ba bảy triệu rưỡi chúng ta đã có thể là chơi được một em seiko preset máy cơ đến từ nhật rồi đó mặt số thì rất là nạ nhá màu xanh blue đó, thiết kế là ba kim một nịch với cái phần kim dây thanh mảnh và sẽ có đuôi kim chúng ta sẽ có hình quả chám ở đuôi kim sẽ có logo Seiko góc hướng 12 giờ và dòng chữ Perisit máy cửa automatic hàng là hàng made in Japan nội địa nhật cho các bác em này thì vẫn được trang bị một bộ kính hanelic độc quyền của nhà Seiko chống va đập rất là tốt và trong phân khúc giá này thì um, em nghĩ là đây là một cái mức uh, mức giá ổn định dễ đeo dễ chơi và dễ tiếp cận thì um, mặt kính này nó cũng là một cái phần mặt kính mà hãng người ta thiết kế ra À, nó cũng thứ nhất là nó giảm thiểu cái chi phí và cái thứ hai là nó tăng cái độ bền cho sản phẩm. Bởi vì là khi mà các bác đeo một con sản phẩm với một cái, cái mặt kính nồi thì khi mà các bác tiếp xúc thì cái phần mặt kính nó sẽ là cái phần tiếp xúc đầu tiên va đập. Nên là nếu như mà kính sapphire thì cái giá thành nó khá là cao và cái độ bền nó không được tốt cho lắm. Còn nếu như mà thay vào kính Hlex thì vừa đảm bảo cái giá trị nó không quá cao và cái độ bền của sản phẩm nó cũng giữ được cao nữa. Đó, nên là em thấy là với tầm tiền này thì chúng ta có mặt kính Hanlech thì ổn, uh, dễ chơi rồi. Núm chảy thì vẫn là một cái núm chảy hình vương miệng có logo chữ S của nhà Seiko và các bác nhìn cái chất thép của em này còn rất là bóng, nó sẽ có một số những cái vết xước phe phẩy ở phần dây và phần càng thì chúng ta sẽ có một một vết thôi các bác nhá, một hai vết thôi, không đáng kể đâu. Hàng còn đẹp như mới luôn. Mặt đáy chúng ta sẽ có là mặt đáy hở này Với bố văng của nhà Seiko chúng ta sẽ có cái bố văng được thiết kế màu vàng hồng Dòng chữ Seiko Time Corporation À, uh, số seri number của máy này cũng máy 4R35 bền bỉ máy in Japan no Seiko chống nước của chiếc này là 53 tương đương với 50 m và cùng với đó là thân thép không dỉ 316. Dây của em này em thấy là dây thép đúc uh, nó khá là mềm tay và dễ đeo. Đó. Uh, mức giá 7 triệu 300 000 cho các bác nào mà quan tâm đến cái dòng Seiko Preset mặt uh, cốc tay. Đó, cực kỳ đẹp và dễ lên tay luôn các bác nhá. Uh, thiết kế là ba kim một nịch đơn giản, dễ dùng, không quá cầu kỳ và anh em các bạn trẻ nào muốn đeo một chiếc dây kim loại thể thao uh, nhẹ nhàng, không quá là cầu kỳ và không quá là rối mắt thì có thể tham khảo với cái mẫu này. Hoặc là với cái mã số 2, em nên cho các bác là một chiếc Seiko Preset SRI-123. Thì đây cũng là một chiếc với cái phiên bản cốc tai uh, nhẹ nhàng thanh lịch cho các bác nữa. Đây. Uh, chiếc này thì nó sẽ có một cái thiết kế mặt số màu uh, xanh đen chảy tia cốc tay Chiếc này thì uh, size nó to hơn một chút là size 40 các bác nhé Thì với size 40 này thì nói chung là các bác nên cổ tay cho em có đâu đó khoảng tầm 16 Thì nên tay đẹp với chiếc này Và chiếc này anh em nào quan tâm đến mức giá thì liên hệ cho anh em nhé Chiếc này thì bác nào muốn lên tay và muốn giao lưu với em thì liên hệ cho em Em sẽ báo cho anh em về cái mức giá của cái uh, mã dòng sản phẩm số 2 Em chỉ có một chiếc mặt xanh như thế này thôi Anh em nào quan tâm thì inbox uh, e sớm cho em nhé đó, hàng thì những cái chiếc như thế này thì em mua ở bên Nhật Nên là về cái mức giá thì em mua thì uh, mức giá nó không quá cao Và nếu như mà các bác phải bỏ ra mua mà hàng mới Thì đối với dòng preset này ít nó cũng phải bèo bọt lắm Thì nó anh quanh khoảng độ tầm 20, hơn 20 triệu tầm đó còn hàng nước thì nói chung là các bác tiết kiệm hơn được rất là nhiều và chúng ta vẫn sử dụng được một phiên bản nước đẹp như mới ở điển hình như trước này thì các bác có thể thấy là cái phần thiết kế phần bề ngoài của nó thì vẫn còn rất là đẹp ngoài ra thì máy móc thì vẫn cam kết cho các bác là chưa có tháo chưa có mở đó hàng còn rất là mới nha các bác nhé còn rất là đẹp luôn mặc dù là đây là một chiếc hàng nước đó nhưng mà người ta dùng rất là giữ gìn và cẩn thận nên là khi mà bán lại thì các bác nhìn này tổng quan bên ngoài thì nó không quá xấu và nó còn rất là bóng ở cái chất thép này các bác nhé Rất là bóng luôn, đeo rất là sướng tay Chiếc à, này là form là form uh, 40, form size 40 Thì nên cổ tay cho em là 16 là đẹp rồi Hoặc là 15.5 thì cũng ok Dây thì nó đã được, uh, đây, thiết kế thì dây cũng đã tinh chỉnh với phần cổ tay rồi Đó, rất là đẹp các bác nhé Dây là dây thép Đó, mặt uh, cốc tay Thiết kế cũng là ba kim một nịch đơn giản, nhẹ nhàng Nếu như mà bác nào mà không thích một cái chiếc uh, thiết kế mặt xanh như cái mã số 1 em nên đó, nó nổi bật quá thì chúng ta có thể tham khảo với cái mẫu uh, mặt xanh đen đó trải tia đó mặt cốc tai rất đẹp nhá thiết kế vô kim cọc của chiếc này thì bằng thép được uh, in nổi trên cái phần mặt số và ba kim một nịch cũng là một cái phiên bản dễ đeo và nhẹ nhàng và em thấy nhá các bác khách ở bên em mua thì đa số là các bác uh, đâu đó khoảng độ tầm trên 40 là thích những cái thiết kế ba kim một nịch đó bởi vì là đôi khi là các bác đã lớn tuổi rồi mà chúng ta không thích một cái thiết kế nó nộ cơ nó thể thao quá làm gì và thay vào đó thì thích một cái thiết kế đơn giản đó đơn giản dễ đeo và giá thành thấp giá thành tốt để các bác có thể tiếp cận được và đặc biệt là các bác điều điều mà các bác quan tâm nhất đó là nó có phải là hàng nội địa nhật hay không thì đối với những dòng uh, preset như thế này khi mà em về nó sẽ là hàng mỹ in japan cho các bác luôn và đúng với cái tiêu chí của các bác là ngon bổ rẻ và đặc biệt là dễ chơi ít bảo dưỡng thì uh, seco thì nó là những cái phiên bản top đầu về cái 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 độ bền rồi máy thì vẫn được trang bị một cái dòng máy 4R thiết kế vẫn là 3 kim một nịch núm chỉnh thì sẽ là núm chỉnh của nhà SECO thiết kế hình vương miệng ở góc hướng 3 giờ như thế này và sẽ có dập logo chìm các bác nhá mặt đáy thì vẫn là mặt đáy hở nộ cơ với cái bảng máy bên trong được thiết kế phai xước và bố vang được thiết kế màu vàng hồng cỗ máy 4R 35 chúng ta sẽ có là 23 chân kính dòng chữ Seiko SECO Therm nếu như các các bác để ý nhá Em chỉ cho các bác một cái mẹo mà khi mà các bác mua hàng phải những cái con đồng hồ Seiko uh, pre những cái con uh, hàng fake ấy Thì cái chữ P, cái chữ P ở cái dòng chữ Seiko Time Crop ấy này Đó, cái chữ P thì nó sẽ được thay thế bằng chữ E Đó, chữ E Nên là nếu như mà các bác nào mà khi mà nhận hàng các bác kiểm tra nhá Nó không phải là chữ P Hay là nếu như mà các bác nào mà nhận hàng mà thấy cái mẫu mã của nó nó không đúng ở trên video Thì các bác không nên nhận hàng còn uh, như em bán hàng thì nói chung là uy tín sản phẩm chất lượng đảm bảo cho anh em có bảo hành nếu như mà những cái đồng hồ bên em bán ra nó không đúng với cái giá trị thật thì bên em không bao giờ dám bảo hành cho các bác luôn còn ở đây thì em đã có bảo hành và địa chỉ của em có đầy đủ đó em có đầy đủ địa chỉ ở hà nội luôn thì bác nào mà quan tâm thì có thể là uh, đến để nên tay trực tiếp em thì có rất là nhiều mẫu mã giá rẻ cũng có rẻ rồi là cao cấp vài chục em cũng có thì các bác nào mà quan tâm thì cứ liên hệ em đó rồi quay trở lại với chiếc đồng hồ của chúng ta thì em này thì sẽ có là bảng máy 4R35B với 23 chân kính, 21 hình 6 tần số dao động và chữ có tối đa 41 giờ chống từ chống sốc đầy đủ hàng Mỹ, Japan, nội địa Nhật rồi là chống nước 53 tương đương với 50m cho chúng ta đi mưa tắm giặt rửa tay bơi nội à, ok nó không bị vào nước đâu máy thì vẫn cam kết cho các bác là máy nguyên zin chưa có động chạm gì đến máy thì các bác nếu như các bác nào mà nhận hàng mà không tin thì có thể là đến những cái cửa hàng đồng hồ đại lý gần nhà ấy. chúng ta có thể là mở máy ra thử xem nếu như mà những cái linh kiện hay là những cái 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 chi tiết máy đã bị thay thế thì em hoàn toàn sẵn sàng để bù gấp 10 là giá trị sản phẩm cho các bác đó nên là các bác cứ yên tâm nhé đó, hai chiếc của nhà Seiko ba kim một lịch dòng preset đẹp dễ chơi và dễ lên tay dòng này thì nói là uh, một cái dòng bán cực kỳ là chạy rồi và song song với đó thì chúng ta sẽ có một chiếc nữa của nhà Oren chiếc này thì em nên cho các bác là này thôi, em nên uh, một chiếc Orange uh, Sun and Moon Gen 4 Ờ uh, chiếc này thì nó là hàng mới các bác nhá, hàng mới, dây da, mặt trắng. Thì các bác có hỏi em rất là nhiều về cái mẫu màu vàng hồng nhưng mà thật sự là bây giờ để mà tìm ra được một chiếc màu vàng hồng uh, mà nó là hàng nội địa Nhật thì còn thì rất là khó và mức giá của cái dòng Gen 4 này bây giờ các bác tìm bây giờ trên thị trường đối mặt quốc tế màu vàng hồng thì nó cũng niêm yết khoảng độ tầm gần 8 triệu rồi, rất là cao. Còn như chiếc này thì em đang có sẵn một chiếc cho các bác luôn. Thì uh, hàng mới các bác nhé, hàng mới Bắt đầu con tao đến trước này thì mức giá để cho các bác là 6 600 nghìn Một phiên bản dây da hàng mới, mặt kính sapphire uh, Thiết kế nộ cơ uh, Thiết kế nộ cơ có lịch giờ ngày và đêm Ở ô cửa sổ môn góc 6 giờ Em này thì uh, size khá là to đấy Size khoảng độ tầm uh, size 42 Đây em đo cho các bác xem qua luôn Về cái phần size mặt của chiếc này thì size 42 và độ dày ở đây chúng ta có là 14.1 Và cái phần càng của chiếc này chúng ta sẽ có là 49.2 Thì với size 40 này uh, 42 thì các bác nên cổ tay cho em đâu đó khoảng độ tầm 16 hất lên nhá 16 như em thì đeo cũng còn hơi là với một tí Nhưng mà các bác nào cổ tay khoảng độ tầm 16 thì vẫn đeo được 17, 18 đeo trên tay chiếc này càng đẹp nữa Bởi vì là chiếc này nó thiết kế khá là to, size mặt to Và cái độ dày của nó tính thêm cái phần mặt số mặt kính xa phía cong nữa thì nó khá là rời nên là cổ tay to thì đeo đẹp đó và dễ chơi mức giá dễ tiếp cận chưa tới 7 triệu 6 triệu 600 nghìn à, thiết kế thể thao này nam tính và dễ đeo và các bạn trẻ hay là anh em văn phòng công sở thích một cái thiết kế dây da nhẹ nhàng máy cơ của Nhật ít bảo dưỡng máy bền thì có thể tham khảo qua cái dòng Oren uh, Sunny Moon 4 có cả nịch ngày và đêm các bác nhé có nịch ngày và đêm luôn thiết kế mặt dial hai nòng với nòng trong chúng ta sẽ có vân guriche và nòng ngoài thì chúng ta sẽ có vân trơn uh, cọc số thì sẽ có thiết kế dạng cọc vạch xen kẽ là cọc số là mã cho các bác luôn kim giờ kim phút là sẽ có một cái thiết kế kim đổi màu uh, kim nán nhiễu và kim dây mắt ngỗng thanh mải kính của em nay thì sẽ được trang bị một bộ mặt kính sapphire cong vòng nhẹ đó với cái phần mặt số kính sapphire thì uh, nó sẽ làm cho cái phần mặt đồng hồ nó trong hơn này nó sẽ chống sức tốt hơn và À, trừ khi các bác lấy những cái vật nhọn các bác thì những cái phần mặt kính thì nó với xước thôi còn kính sapphire thì nó cái mức độ chống xước của nó 9 trên 10 rồi nên là các bác cứ yên tâm về cái độ bền của phần mặt số nhé đó nội cơ góc 9 giờ cho chúng ta chiêm ngưỡng được cái cỗ máy của chiếc này đó, và mặt đáy của em này thì cũng được trang bị một cái phần mặt đáy hở với bảng máy thiết kế là bảng máy trơn và bố văng là sẽ có vân lá dừa đó, thép thì vẫn được trang bị là thép không dỉ 316 cỗ máy F6N24 chúng ta sẽ có là 22 chân kính và chữ có tối đa 40 giờ thân thép không gì cỗ máy Epson Made in Japan chống nước của em này thì chúng ta sẽ có là chỗ nước 53 đối với dòng Sun and Moon này dây thì sẽ được trang bị một bộ dây da với khóa bướm chống cầu gãy dây khóa này là khóa thông minh các bác nhé khóa theo hãng luôn với mã dòng mã của em này là RN gạch AS 0003S em này thì niêm yết cho các bác là mức giá là 6 triệu 600 nghìn thì các bác xem qua thì đây đó, mặt đáy thì nói chung là còn nguyên siêu các bác nhé Còn nguyên cái phần siêu ở cái phần mặt đáy và siêu khóa thì em vẫn còn Dây thì vẫn còn rất là đẹp ở đây Đó, Dây thì em quay cận cảnh cho các bác luôn Hộp sổ thì em có đầy đủ Thì bác nào quan tâm đến dòng sản phẩm này à, Mức giá là 6 triệu 600 nghìn Bao ship và bảo hành cho các chú 5 năm nào. Thì các bác các chú cứ thoải mái và lên tay cực kỳ là dễ đeo rồi Và đến với chiếc uh, Mã số 4 thì chúng ta có một chiếc của nhà Citizen chiếc này thì chúng ta sẽ có một chiếc uh, Citizen với cái uh, đầu máy caliber 82 hai uh, em này thì uh, báo cho anh em luôn về cái mức giá rẻ cực kỳ luôn với một dòng sản phẩm máy cơ của Nhật uh, đến từ nhà Citizen to bè dễ chơi và các bác nào mà mắt kém thì thật sự là đeo chiếc này rất là dễ đeo luôn mặt số to uh, rõ ràng với cái phần kim cọc của chiếc này thì nó được thiết kế dạ quang có dạ quang hỗ trợ nhìn đêm và thiết kế là ba kim một nịch à, cái ô nịch thì nó thiết kế nhỏ hơn một chút đó được đạt ở góc hướng 3 giờ chúng ta sẽ có là cọc số học trò xen kẽ là cọc số kẻ vạch với cọc số học trò chúng ta sẽ có ở góc hướng 12 giờ góc 3 giờ góc 6 giờ và góc 9 giờ thì sẽ là những cái bộ cọc số học trò còn lại thì chúng ta sẽ có là cọc số kẻ vạch trước này trang bị dạ quang cho các bác luôn tại 12 bộ cọc số đều có dạ quang đó Em này thì sẽ có một cái phần mặt mà số màu nâu các bác nhá Màu nâu đen Đó màu nâu đen khá là trầm Và em này thì em đo luôn cho các bác về cái phần size của chiếc này Và báo cho các bác về cái mức giá nhá Phần size mặt của em này thì nó sẽ trang bị là size 42 Và độ dày ở đây em có là 12.6 Thì với phần size 42 này thì nói chung là các bác nên cổ tay cho em Bét nhất thì cũng phải tầm 16 Để cho nó vừa với cái đồng hồ không thì nếu như các cổ tay nhỏ quá thì khi mà đeo thì thì cái đồng hồ nó to quá nó nuốt trọn cái phần cổ tay chúng ta đâu ra nó không đẹp nhưng mà trước này thì em thấy nhá các bác nào mà cổ tay khoảng độ tầm uh, 15.5 thì đeo với cũng ok nó không quá nhỏ 15.5 đeo cũng ok uh, hoặc là 17 18 Nói chung là cổ tay càng to thì đeo càng đẹp với cái phần size 42 này các bác nhá uh, máy cơ đến từ nhà citizen chúng ta sẽ có máy cơ có hỗ trợ có tai rồi đó, hỗ trợ có tay và nên có tự động cho các bác luôn Chúng ta sẽ có là cái dòng máy cực kỳ là bình của nhà Seiko Cùng với đó là trang bị dạ quang Chiếc này thì nói chung là các bác lớn tuổi Khoảng độ tầm 50, 60 tuổi Hất lên là đeo quá là ok rồi Mặt số to, dễ nhìn Mà nó lại còn đẹp nữa với cái mà, phần mặt số màu nâu đen Đó, đẹp Và em này thì chúng ta sẽ có là thiết kế cổ điển ba kim một nịch đơn giản dễ đeo Kim thì sẽ có màu đỏ cam như thế này và mặt kính thì sẽ được trang bị một bộ mặt kính Hotlake của nhà Citizen các bác nhá Chống va đập tốt và uh, chất thép của em này thì vẫn là một cái chất thép uh, không dỉ 316 Rất là đẹp và còn rất là sáng và bóng Em này thì mức giá báo luôn cho anh em là 4 triệu 300 nghìn thôi anh em nhé Rẻ cực kỳ luôn, rẻ như cho cho anh em chiếc này 4 triệu 300 nghìn một chiếc Citizen máy cơ đến từ Nhật Uh, bản này thì sẽ là Moment japan các bác nhé anh em nhận hàng kiểm tra thoải mái cho em nói chung là em này là nó là một cái thiết kế phiên bản hàng trưng bày tặng hàng trưng bày cho các bác uh, nên là nhìn, các bác nhìn ở cái phần dây nó thì nói chung là chiếc này thì khi mà khách đến xem thì người ta cũng có đeo nên là nó để lại một số những cái vết sức phai phởi thôi nói chung là nhìn kỹ thì mới thấy thôi đây này ví dụ như chiếc ở đây thì chúng ta sẽ có một vết thôi một vết ở trên cái phần dây mà nó nhỏ ni ti thì gần như là không có kiểu các đeo nói chung là đeo thì không ai người ta đi nhìn từng cái chi tiết nhỏ như thế và các bác đeo thì các bác xoay cái phần cổ tay đi thì người ta nhìn vào trung tâm cái phần mặt số là nhiều thôi đó mặt đáy thì sẽ được là thiết kế trang bị một bộ mặt đáy hở với cái phần bảng máy là màu vàng hồng phay xước và bố văng thì là bố văng cũng là màu vàng hồng luôn thiết kế hình mỏ neo cho các bác này chúng ta sẽ có là dòng chữ Japan logo Citizen chống nước em này thì sẽ có là 21 chân kính chống nước 13 bản Japan Moment mặt đáy hở và thiết kế với mặt đáy phay xước cho chúng ta cũng máy là 8210. Đó. Thân thiếp công dĩ 316. Em này thì sẽ có chức năng là nên có tay rồi. Đó chỉnh lại, chỉnh ngài chỉnh thứ đầy đủ nhá. Đó. dây là dây thép đúc, Đó. rất là đầm tay luôn và khóa thì sẽ được trang bị là một bộ khóa gập một bên như thế này của nhà Citizen và mã của em này là NG 0160 gạch 87E. Mức giá anh quay chỉ để cho anh em là chỉ có 4 ,3 triệu ba thôi cực kỳ rẻ và bao ship và bảo hành 5 năm cho anh em chú chơi nhá đó bảo hành 5 năm thì nói chung là đeo bền thoải mái rồi hỏng hóc gì thì nói chung là có bên em hỗ trợ nữa à, từ năm thứ hai đến năm thứ năm thì bên em hỗ trợ cho anh em chú 50 rồi 50 phần trăm rồi nên là về cái chi phí sửa chữa thì nó cũng cực kỳ là rẻ vài trăm nghìn thôi còn đa số là những cái dòng máy nhật này thì các bác đập phá thì nó với 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 hỏng hóc rồi còn các bác giữ gìn cẩn thận thì đeo có mà vô tư rồi đến chiếc uh, một chiếc citizen nữa thì chúng ta sẽ có một chiếc uh, hàng trưng bày nữa của nhà citizen thì chiếc này em đang bán với mức giá niêm yết cho anh em và chú là 10 triệu năm trăm nghìn chiếc này thì được trước em uh, bị bom kèo đó bom kèo với chiếc này à, em này thì cũng là một cái thiết kế khủng các bác nhá mặt số là mặt xám với cái phần phối là màu vàng hồng ở cái phần kim cọc số và có kim sang báo cốt này à, bác nào mà cần tìm một cái thiết kế vừa có kim sang báo cốt vừa có lịch uh, ngày thì có thể tham khảo qua và vừa có giờ gmt nữa thì trước này nói chung là nó bao chọn hết tất cả rồi kim xăng có này lịch ngày có này giờ ngày và đêm có này đó đây là ba cái chức năng mà không phải chiếc nào nó cũng được trang bị và đặc biệt là những cái dòng của Seiko hay là của orenstar thì nếu như mà có ô nịch thì nó lại không có kim xăng à, xin được các bác là nó lại không có nộ cơ rồi là không có giờ ngày và đêm đó nó sẽ thiếu đi một cái chi tiết khác nhưng mà trước này thì chúng ta sẽ có đầy đủ hết gần như là đầy đủ hết hoàn thiện cho chúng ta với phần mặt số của em này em sẽ đo qua cho các bác luôn về cái phần size mặt em này thì sẽ có size là size 40.5 và độ dày đây em có là 14 2 thì với phần phong size này thì nói chung là em chú nên cổ tay cho em đâu đó khoảng độ tầm 10 năm 10 năm là cũng đeo rồi. ok rồi nó không quá to và đặc biệt nó thì được thiết kế một cái bộ dây da dây da và sẽ có là dây da bóng như thế này chống mốc dây cho các bác nhé đó, chống mốc phần mặt dây mặt số màu xám chảy tia thiết kế là ba kim một nịch có kim paris bảo cót và giờ ngày và đêm giờ gmt đấy hàng sẽ là hàng nội địa nhật không phải là bản quốc tế mức giá là 10 triệu rưỡi cho các bác thôi cực kỳ rẻ hàng mỹ japan các bác nhé cỗ máy của em này được trang bị là cỗ máy seri đầu chín đó chín một 84. Thì với dòng máy này thì chúng ta sẽ có là 28.800 tần số dao động cơ. Nên là về cái phần kim rơi của nó trôi rất là mượt luôn. Đó, em sẽ nên có cho các bác một chút để cho các bác xem qua về cái phần kim rơi của chiếc này. Nó trôi như thế nào trên cái phần mặt số nhé. Em này thì nói chung là sang trọng có, lịch sự có và đơn giản cũng có luôn. Đó, sang trọng ở cái phần kim cọc và ở cái phần viền của nó được mạ một cái tông màu vàng hồng hay còn gọi là vàng ta nhé. Nó rất là nổi luôn. Chiếc này thì nói chung là anh em hay các bạn trẻ nào đeo đi làm hay là đi tiếp khách đều được nhá. Đó, rất là đẹp luôn. Thiết kế là ba kim một nịch và chúng ta sẽ có núm chỉnh của nhà Citizen được đạt được góc hướng 3 giờ như thế này. Kính là được trang bị một bộ mặt kính sapphire cong vòm nhẹ. Mặt đáy thì sẽ là mặt đáy hở cho các bác này. Chúng ta sẽ có là best stainless steel này, Citizen Wax này, chống nước 13 tương đương với 100 mét nước. Cùng với đó là hàng sẽ là hàng Made in Japan, Saphir sapphire crystal. Đầy đủ cho anh em chú luôn. cũng máy là 9184. Đó, 9184 chúng ta sẽ có là 28.800 tờ số động và 26 chân kính các bác nhé. Đó, số lượng chân kính rất là nhiều luôn. Rồi sẽ là dây da. Đó, mức giá là 10 triệu rưỡi cho các bác trước này. Thì anh em ông chú nào mà quan tâm và muốn lên tay sở hữu trải nghiệm em này thì có thể liên hệ sớm cho anh em nhé. Một chiếc hàng rất là đẹp và hộp và sổ thì em vẫn còn. Bác nào quan tâm thì liên hệ cho em luôn. Qua hotline em để ở trên góc trái màn hình là các bác đã có thể là trải, trải nghiệm được một em đồng hồ. À, đến từ nhà citizen máy cơ bền bỉ và đặc biệt là cái phần kim dây của nó trôi rất là mượt. Và hai chiếc cuối cùng cho video này. ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có là hai chiếc đến từ Thụy Sĩ các bác nhá. Chúng ta sẽ có là hai mẫu của nhà T-shirt. À, hai chiếc này thì uh, em uh, mua ở bên Nhật, nói chung là em săn về được. À, nó là hai chiếc hàng nước đẹp gần như là mới cho các bác luôn để tham khảo về hai chiếc này. Thì em quay cận cảnh cho các bác luôn nhé Hai em này thì uh, sẽ có cái phần form size Đây em sẽ đo luôn cho các bác Và báo cho các bác về cái mức giá của em này uh, Size của em này thì sẽ có là size uh, 40 các bác nhé Size khoảng độ size 40 Và độ dày đây em có là 11.3 Hai em này thì nó đều là cùng một mẫu luôn Thì uh, với size 40 như thế này Thì anh em chú nên cổ tay cho em đâu đó khoảng độ tầm ở cái dòng t-shirt này thì size 40 Ít là các bác nên cổ tay của độ tầm 16 hất lên Thì nó mới đẹp được Bởi vì là cái chiếc này thì nó thiết kế theo một cái dạng uh, Dáng nắp thùng rượu Đó nếu như các bác nhìn từ trên xuống Thì nó sẽ có một cái dáng hình thùng rượu Nên là cái phần càng của nó này Đó phải yêu cầu một cái phần cổ tay to Thì các bác đeo nó mới đẹp được Với cái dòng của Thụy Sĩ Và mức giá để cho anh em với hai chiếc này Thì để cho anh em các bác các chú mức giá là 12 triệu đó, 12 triệu một chiếc các bác nhé Đều là những cái dòng sản phẩm đến từ Thụy Sĩ bao chơi cho các bác luôn Với cái dòng máy PRX uh, Powertech 80 Chúng ta sẽ có là dòng uh, thương hiệu Swinmax như thế này Đến từ Thụy Sĩ Và các bác mua để trải nghiệm một em dòng hàng Thụy Sĩ Mà bây giờ yêu cầu một chiếc hàng mới thì nó khá cao Thụy Sĩ thì luôn luôn với em này thì mức giá anh quay khoảng độ tầm 30 triệu Trong một phiên bản hàng mới Đó, 30 triệu là các bác mới trải nghiệm được một em hàng mới nhưng mà ngày hôm nay thì các bác xem video của em thì các bác nhìn hàng còn rất là đẹp như mới luôn những cái vết xước của nó thì gần như là chưa có nhé các bác nhé gần như là chưa có luôn và cũng là hàng switch cho các bác bao trích toàn quốc nó nội địa chuẩn cho các bác luôn này chúng ta sẽ có là 23 chân kính và chữ có tối đa của chiếc này là 80 giờ cực kỳ nâu luôn nhá đó các bác nhìn cái bảng máy ở phần mặt đáy thì nó nhìn rất là đẹp và còn như mới luôn Em này thì sẽ có là chống nước 13 tương đối với 100m nước Đi mưa tắm giọt rửa tay bơi nội thoải mái Kim cọc có dạ quang hỗ trợ nhìn đêm Mặt kính vẫn là mặt kính sapphire Thiết kế là ba kim một nịch Đơn giản dễ đeo và t shirt thì em thấy nhá Kể cả là nó thiết kế ba kim một nịch hay là nộ cơ Thì nó vẫn mang một cái vẻ đẹp sang trọng Đó đến một cái thương hiệu nổi tiếng Đó, Đến từ Thụy Sĩ Dành cho các bác nào mà tín đồ của những cái dòng của Thụy Sĩ Như là t shirt này chẳng hạn thì có thể là tham khảo qua Mức giá nói chung là cực kỳ là dễ tiếp cận rồi Một con hàng như mới hộp sổ đầy đủ Bảo hành chính hãng 5 năm Thì các bác cứ yên tâm và sử dụng và trải nghiệm thôi Mặt số màu xanh blue Kính sapphire ở đây em đang có điều là hai chiếc luôn à, Cực dễ lên tay Em này thì nói chung là đầy đủ cho các bác luôn Có hỗ trợ có tay nên có tự động Và dừng kim dây khi chỉnh giờ đó à. Em này thì sẽ được uh, cái cỗ máy của em này thì sẽ được uh, phát triển dựa trên cái dòng máy ITA2824 uh, Với cái tinh chỉnh đi một chút thì chúng ta sẽ có cái thời lượng chữ cót nó nâu hơn Nên tới 80 giờ nên là các bác đeo thì Kể cả các bác đeo ít thì cái thời lượng sống của đồng hồ nó vẫn còn nâu Nên là các bác không cần phải chỉnh lại nhiều Dây thì sẽ được vẫn được trang bị thêm một bộ dây thép uh, Đúng dáng của nhà t-shirt luôn dây thép phai xước nhằm báo sáng tốt uh nó sẽ che đi chúng ta được tối đa cái vết xuất đông mèo mức giá cho các bác chiếc này là 12 triệu mười à, 12 triệu thì bác nào quan tâm và muốn trải nghiệm một cái dòng sản phẩm của tin sút thì có thể liên hệ sớm cho em để đặt hàng các bác nhé à, cảm ơn các bác rất là nhiều xin chào và hẹn gặp lại toàn thể các bác ở những video tiếp theo xin cảm ơn